Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tựa game có tên là Owen's Odyssey, bao bánh bèo. Hãy cùng bắt đầu game nhé. Ấn một lần nữa. Tại vì ở cũ mình có continue nên mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Thì tựa game này kể về một cậu bé có một cái mũ bay. Cái mũ bay này nhìn rất là giống trong chóng tre của Doraemon. Đấy, các bạn chỉ cần việc chạm màn hình. Trò chơi này thì có điểm khá tương tự giống Flappy Bird, đó là các bạn sẽ phải chạm vào màn hình này để giúp cậu bé bay và di chuyển tránh những chướng ngại vật. Đấy, thì sẽ hiện một số cái hướng dẫn ở cửa đầu cho các bạn, nếu các bạn để ý, nhưng mình sẽ nói ngay cho các bạn ngay bây giờ. Đó là một số thông số của game này, bao gồm thứ nhất là về số mạng. Hiện tại mình đang có 8 mạng vì mình vừa vượt qua cửa đầu tiên. Đấy, và mình sẽ có 8 mạng. Thứ hai là số tiền vàng, các bạn ăn tiền vàng để có thể gọi là có thêm tiền, đơn giản có thêm tiền thì mình thấy không hề phải nâng cấp đồ gì hết. Tiếp theo là đến số cửa, tất nhiên mình đã đến chơi cửa thứ 3 và bên cạnh nó là thời gian khác. Đây chính là điểm khác biệt của Flappy Bird, vì bởi vì Flappy Bird các bạn chỉ cần gọi là chơi để làm thế nào để đạt được kỷ lục cao nhất thôi. Còn ở trò này các bạn sẽ phải tính cả thời gian này, rồi sau khi và tính theo cửa nữa. Sau khi vượt qua cửa trong đúng thời gian quy định thì các bạn sẽ được cộng thêm mạng chơi. Ví dụ mình vừa rồi mình có 9 mạng đó. Không biết các bạn có để ý không? Ôi sao lại chết rồi? Đấy. Thì trò chơi này khá giống Flappy Bird ở chỗ các bạn phải khéo léo. Thực ra ngay từ đầu nhìn các bạn đang lên tưởng ngay Flappy Bird rồi đúng không? Nhưng mà nó sẽ khó hơn đấy. Tại vì nó còn tính thời gian mà. Đấy. Thành ra chúng ta sẽ vượt qua được. Qua cửa. Cái hình mũi tên, cái hình gọi là hồng tâm bia ở trên này, sau khi vượt qua cửa là các bạn sẽ được. Cái nhỏ nhỏ kia chính là một mạng, được tăng lên một mạng, nhưng thôi mình sẽ từ bỏ. Về sau ấy, khi mà mỗi lần hết cái cửa ấy, các bạn sẽ gặp boss. Không chỉ là thôi này mà các bạn sẽ gặp boss. Mình chưa gặp boss bao giờ, mình chưa qua cửa bao giờ. Đấy. Thì các bạn có thể thử vượt qua và trải nghiệm xem boss nó đánh thế nào. Nó là sự kết hợp của cả vài nét phim show nữa, kiểu nét cổ ấy. Chúng ta đã vượt qua cửa 14. Theo mình xem thì có 44 cửa. Các bạn có thể tha hồ để chinh phục. Còn một điểm khác biệt nữa so với Flappy Bird đó là các bạn có thể đi lùi. Đây như này chẳng hạn, mình sẽ biểu diễn ngay cho các bạn. Đó. Mình đang đợi để ăn cái hình mạng. Ăn ngay. Trời ơi, ăn ngay. Ăn nào. Thôi đợi ăn được thì chắc là hết thời gian mất. Nhưng mình chỉ còn 2 mạng thôi. Ơ kìa. Được rồi. Các bạn hãy thử cùng trải nghiệm game để biết được là trò chơi này gây ức chế thế nào. Thực ra thì đây là một tựa game có thể nhớ khơi gợi lại rất là nhiều kỷ niệm của chúng ta. Và đây là mạng cuối cùng. Mình sẽ cố gắng mạng. Trời ơi, vừa nói xong mình sẽ cố gắng mạng, trời ơi. Còn mạng nữa. À mình vừa ăn được mạng mà. Trời ơi. Thôi rồi. Hy vọng là các bạn có thể vượt qua cửa mà không chơi gà như mình. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của GameHub.vn. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của GameHub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!